chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái đề số 02 ở đây ạ. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái đề số 02 ở đây. Đề 02. Đọc đoạn trích và thực hiện yêu cầu sau. Đó, chúng ta lại có một trích đoạn tiếp theo nhé. Đối với đề 1 các bạn có thắc mắc gì nữa không nào? Chúng mình có thắc mắc gì cho đề 1 nữa không ạ? Các bạn có thắc mắc gì cho đề 1 nữa không? Nếu không thì các bạn cũng sẽ để lại comment tại đây là em không hoặc như thế nào để chị Hiên nắm bắt được và ngay lập tức chuyển sang cái đề số 2 cùng với chúng mình nhá. Đề số 1 là một cái đề rất vừa sức đối với các em, phải không nào? Chị cho rằng đây là một cái đề rất là vừa sức đối với các bạn, đúng không ạ? Và các bạn ơi, đề thi Trung học phổ thông quốc gia cũng sẽ chỉ trong cái mức độ như vậy thôi, nên là các bạn đừng đừng quá lo lắng nhá. Chắc chắn nó sẽ cho ra những cái câu hỏi đầu tiên rất là rõ ràng để các bạn có thể tìm được câu trả lời và ghi điểm. Nên là đừng bị áp lực quá nha. Rồi, thế thì ok, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đến với đề 2 nhá. Đọc đoạn trích và thực hiện những yêu cầu sau. Thì ở đây chúng ta có đoạn trích này. Con trai yêu quý, con hãy nghe những lời ân hận của cha đây. Cha đã lẻn vào phòng con khi con đang chìm vào giấc ngủ trẻ thơ. Nhìn kìa, một tay con đặt dưới gò má, những lọn tóc hun đẫm mồ hôi bám chặt vào vầng trán ẩm ướt. Chỉ cách đây vài phút thôi, khi cha đang ngồi trong phòng đọc sách và xem lại bài viết của mình, nỗi hối hận chợt dâng ngập hồn cha và cha đã chạy ngay đến bên phòng con để nói lời xin lỗi. Con ơi, cha đã tức giận quát mắng khi con cầm khăn lau mặt qua quýt trong lúc thay quần áo đi học, lúc con để đôi giày dơ bẩn hay thấy con vứt vật dụng lung tung trong nhà. Cha luôn chăm chăm nhìn thấy toàn lỗi lầm của con. Buổi sáng, cha thấy con không ngăn nắp khi ngủ dậy, lại còn ăn uống vội vàng và lấy quá nhiều thức ăn vào đĩa. Vì chỉ nhìn thấy lỗi lầm, nên khi con chào cha, xin phép cha ra ngoài chơi, cha thì cau mày và trả lời cộc lốc không một chút thiện cảm. Hừm, liệu mà về sớm đấy. Buổi chiều, cha cũng tức giận với những sơ suất của con. Khi thấy đôi vớ của con rách, cha đã làm con phải mất mặt trước bạn bè khi lôi con về nhà. Con đã thật sự làm cha rất giận dữ vì đã không tiết kiệm, không chịu giữ gìn những món đồ mà cha đã vất vả làm việc và dành dụm mua cho con. Khi cha đang đọc báo, con rụt rè bước tới, ngước nhìn cha với ánh mắt ngây thơ trong sáng. Cha lại quát lên, mày muốn cái gì? Và trái tim cha đã xúc động biết nhường nào. Khi con chỉ im lặng chạy đến, vòng đôi tay bé bỏng ôm cổ cha thật chặt, với tất cả yêu thương trìu mến, rồi lại chạy biến thật nhanh ra ngoài. Con thương yêu, con có biết không? Tờ báo đã rời khỏi tay cha trong yên lặng, và một nỗi sợ hãi lẫn đau xót nghẹn ngào xâm chiếm cõi lòng cha. Cha đã làm gì thế này? Cha đã biến mình thành một người cha suốt ngày chỉ xăm soi tội lỗi của con mình, một người cha chỉ toàn tìm kiếm những cái xấu của con để chê trách. Và đây lại là phần thưởng mà cha dành cho con như một đứa trẻ ư? Cha chỉ muốn con phải thế này thế nọ, cha chỉ muốn con phải cư xử như người lớn. Cha đã đo con bằng cây thước dành cho một người trưởng thành, bằng cả những năm tháng tuổi đời và sự trải nghiệm già dặn của cha. Ôi, hình như cha đã nhìn đứa con thơ dại của cha như nhìn một người trưởng thành thực sự. Bây giờ, nhìn con cuộn mình trong chăn và mệt mỏi ngủ yên trên chiếc giường bé xíu, cha chợt nhận ra rằng con chỉ là một đứa trẻ ngây thơ. Sáng sáng, con vẫn nũng nịu trong vòng tay trìu mến của mẹ. Mái tóc tơ mềm mại của con còn vướng víu trên bờ vai mẹ, cần được che chở trong cảm giác yêu thương. Vậy mà, cha đã đòi hỏi ở con quá nhiều. Các bạn ơi, đây là một cái đoạn trích được trích ra từ cái cuốn Đắc Nhân Tâm, với cái tên gọi của cái bài viết đó, đó là Cha Đã Quên. Các bạn nhá, hãy chú ý giúp cho chị. Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau giải quyết những cái câu hỏi ở đây nha. Chúng ta có câu hỏi thứ nhất là xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích trên. Nào các bạn ơi, phong cách ngôn ngữ của đoạn trích trên. Chị xin mời bạn, nào bạn nào trả lời đấy ạ. Ok, bạn nào trả lời thế ạ? À, em đã quay về đây chị đúng 5 phút. Ok, nhất trí. Chị xin mời Nhật Trang nào. Trang ơi, Trang trả lời chị nào. Em thưa chị, đây là phong cách ngôn ngữ sinh hoạt ạ. Vì sao biết ạ? Tại vì đây là sử dụng cái giao tiếp lời nói hàng ngày ấy. À, và chúng ta thấy được là cái dạng thức của nó giống như là gì? Là một thoại cái, nó giống như là gì nhỉ? Một cái bức thư đó, đúng không? Hoặc là những cái dòng nhật ký.
Mà chúng ta đều biết rằng là nếu như chỉ nói về những cái dấu hiệu đó thôi thì chúng ta cũng đã đưa ra được cái khẳng định rồi. Nhưng khi đọc cái văn bản này thì chúng ta thấy đúng giống như lời Nhật Trang nói. Rồi, phong cách ngôn ngữ ở đây là phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. Rồi, cảm ơn em. Câu hỏi số 2. Theo tác giả thì người cha đã có hành động thái độ như thế nào trước gì ạ? À, trước những cái hành động của con thường ngày của người con. Chị xin mời một bạn giơ tay rất là cao. Xin mời Nghĩa nào, xin mời em. Đây là dạng câu hỏi gì em nhở? Đây là dạng câu Dạ, hỏi gì câu nhắn em biết nhỉ? đó chị. À đúng rồi, và cụ thể là dạng câu hỏi gì? Tìm gì? Tìm những hành động với thái độ của người cha. Tìm ngữ liệu trong văn bản, đúng không? Ăn ngư liệu. Đúng rồi, chính xác. Dạ. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cụ thể là những cái hành động, cái thái độ của người cha trước những cái hành động thường ngày của con. Em tìm được những gì ở đây ạ? Nào, cha đã Em như thế nào? tìm được người cha là thường tức giận, Nào bây giờ mình cùng quát xem nhé. mắng. Rồi, cha đã tức giận quát mắng khi gì? Khi con cầm khăn lau mặt qua quýt lúc thay quần áo đi học ạ. Rồi, Rồi ok, tiếp là tục cha gì nữa? cau mày ạ. À, đúng rồi, cau mày và trả lời Lốc. không chút thiện cảm, đúng không? Gì nữa? Cha còn làm gì nữa? Dạ, chê trách ạ. Cha gì? Chê Tức giận. trách, tức giận, Đúng tức không? giận nói như thế Cha gì nữa? nào. Ok, bây giờ mình đang tìm đấy. Ý chị là gì? Bây giờ chúng ta tìm tất cả đã. Sau đấy thì mình sẽ hệ thống lại thành thành một cái câu trả lời hoàn chỉnh. Nghĩa hiểu ý chị không? Nhá. Dạ, hiểu rồi. Ok, rồi nào tiếp tục. Cha còn làm gì nữa? Giận dữ nè chị. Cha đã làm con phải. Làm con mất mặt. À đúng rồi. Tiếp tục, cha đã làm gì nữa? Giận dữ. Dân dữ. Rồi, cha đã gì nữa? Nào, tìm hết nha. Tìm hết nha. Quát lên, cha quát À, lên. rồi, cha quát lên. Rồi, chính xác. Gì nữa? Hết chưa? Hết chưa? Dạ hết rồi. Hết rồi. Vậy thì bây giờ mình tổng kết lại nhá. Mình sẽ thấy có những cái nó trùng lặp với nhau, đúng không? Ví dụ Dạ như vâng. là cha đã tức giận là lặp là hai lần này, đúng không ạ? Giận Đúng dữ rồi. này thì sẽ đồng nghĩa với cả gì? Với cả Tức tức giận được, đúng không? Đó. Và Dạ. tiếp theo là cau mày trả lời cộc lốc này, đúng không? Cha đã làm Dạ con vâng. mất mặt trước bạn bè này, cha đã gì ạ? Quát lên này, đúng Quát không? mắng. Thế thì bây giờ chúng mình sẽ sắp xếp lại nhá. Đó là trước những hành động của người con thì người cha đã có thái độ là Tức tức giận. giận, đúng không ạ? Quát mắng. Và gì nữa? Quát mắng, tức giận, quát À, mắng. cha đã có một cái thái độ tức giận và những cái hành động là gì ạ? Quát mắng này, cau mày và trả lời không chút thiện Lời cảm cộng này, lốc. làm con mất mặt trước bạn bè này và thường quát lên với con. Đúng chưa? Hiểu ý chị không ạ? Rồi. Nhá, thì Dạ đấy rồi. chính là câu trả lời. Chị tin rằng đây cũng là một cái câu trả lời mà chắc chắn các bạn sẽ đều có thể tìm ra được đối với cái câu hỏi số 2 này. Một trong những cái điều quan trọng là các bạn trả lời như thế nào thôi. Chị nghĩ là sẽ có rất là nhiều bạn á không có nhận ra được cái sự trùng lặp đó. Và thường các bạn sẽ viết hết tất cả mọi thứ ra. Đương nhiên nhá, đối với những thầy cô mà dễ tính thì các thầy cô vẫn sẽ cho điểm bởi vì các bạn đã liệt kê ra được hết. Thế nhưng mà để thông minh hơn, làm cho cái câu trả lời của mình mà đúng, trúng và ngắn gọn thì các bạn có thể dùng cái cách diễn đạt giống như chị Hiên vừa định hình trả lời cho chúng mình nha. Đó chính là gì ạ? Người cha đã có những cái hành động và thái độ trước gì ạ? Những cái hành động thường ngày của người con. Người cha. Chúng ta có thể đưa vế này lên trước. Đó là trước những hành động thường ngày của người con. Trước những hành động thường ngày của người con, phải người cha đã có thái độ. Đã có thái độ. Đúng không ạ? Đó là gì ạ? Tức giận. Và những hành động
như là gì nhỉ? Đấy, chúng ta liệt kê ở phía trên rồi, đúng không? Tức giận và có những hành động. Hành động như thế nào đây? Hành động như thế nào đây ạ? Hành động đó chính là quát mắng, cau mày trả lời cộc lốc. Quát mắng, cau mày trả lời cộc lốc. Cau mày trả lời cộc lốc, đúng không ạ? Không chút thiện cảm, đã làm con phải mất mặt trước bạn bè. Làm con mất mặt trước bạn bè và thường quát lên. Đó, được không ạ? Hay là ví dụ như ở đây chúng ta thấy chúng ta đã có quát mắng rồi, thế thì chúng ta sẽ chỉ dừng lại ở đây thôi. Đó, ok chưa? Nhưng nói chung là nếu như mà các bạn liệt kê được tất cả ra thì cũng không sai nhá. Các em có thể triển khai theo cách đấy, không sai. Thế thì chị mới nói với các bạn rằng là cái dạng câu hỏi tìm ngữ liệu trong văn bản á, nó sẽ có hai cái hình thức để trả lời. Cái hình thức đầu tiên là mình sẽ trích toàn bộ cái ngữ liệu đó ra. Và cái cách thứ hai là mình có thể dùng cái lời văn của mình để mình tóm được lại và chỉ đưa ra những cái cụm từ sát nhất với cái đề bài yêu cầu. Cái hình thức này thì mình sẽ thường sử dụng đối với những cái câu hỏi yêu cầu tìm ngữ liệu, nhưng mà ngữ liệu ở trong văn bản đấy nó rất là nhiều, thì chúng ta có thể dùng cái cách tóm lược này để làm cho cái câu hỏi vừa ngắn gọn nhưng vẫn đáp ứng được cái yêu cầu đặt ra trong câu hỏi. Đó, thì chúng mình sẽ chú ý giúp chị là như vậy nha. Ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có câu số 3. Theo anh chị, tại sao người cha lại cảm thấy ân hận? À, theo các em vì sao? Vì sao người cha lại cảm thấy ân hận ạ? Theo anh chị, vì sao người cha lại cảm thấy ân hận ạ? Nào, có ai có câu trả lời không ạ? Chị mời một bạn nhá. À, ok ạ. Rồi, thấy các bạn giơ tay. Chị xin mời Nhật Trang nào. Mời em, Nhật Trang. Theo em thì vì sao người cha lại cảm thấy ân hận? Em thưa chị là người cha đã có cái nhận thức trước những cái hành động lỗ mãng của mình khi chỉ biết mắng và tức giận và thờ ơ ạ. Đúng rồi. Với cả là có phần ích kỷ khi luôn bắt con phải theo ý mình ạ. À, đó là nhận thức như thế nào ạ? Cái nhận thức này được thể hiện rất rõ trong văn bản luôn. Và người cha đã nhận ra được điều đó luôn. Sám hối ạ. Không phải là sám hối, chưa đúng. Nhận thức như thế nào? Nó cũng thể hiện bằng một câu trong văn bản luôn mà em chỉ ra được là em vừa thể hiện được quan điểm của em, mà cái quan điểm đấy nó cực kỳ đúng với cả cái điều mà tác giả muốn thể hiện trong văn bản này luôn. Ích kỷ ạ. Không, một câu nào, em tìm cho chị một câu. Đây, tìm cho chị một câu keyword. Nào. Tìm cho chị một câu keyword. Không thấy à? Có bạn nào nhận ra không? Rồi không sao hết, Trang nhá. Chị thấy là em cũng đã đưa ra được cái câu trả lời như thế cũng đã là thuyết phục rồi. Rồi có bạn nào đưa ra được rồi chị xin mời Mỹ Phương nào. Phương Anh, Phương Anh, Dương Mỹ Phương Anh. Hình như là Là câu nào em nhỉ? câu là hình như cha nhìn đứa con thơ dại của cha như nhìn một con người trưởng thành thật sự. Và gì nữa? Có một cái câu khẳng định luôn chứ không phải là hình như. Dạ là cha chỉ nhận ra rằng con chỉ là một đứa trẻ thơ ngây. Nào. Không, chưa đúng đâu. Trời ơi, Phương Anh ơi, cố lên nào. Câu nào, câu nào? Câu nào nó thể hiện một cái sự khẳng định trong cái việc nhận thức được rõ ràng về cái đó luôn á. Câu cuối cùng là vậy mà cha đã đòi hỏi ở con quá nhiều ạ. Không, vẫn chưa đúng. Chị mời một bạn khác xem nào. Chị mời Quyên đúng không? Quyên giơ tay trước. Quyên thử xem nào. Cảm ơn Phương Anh nhá. Nào, Quyên ơi, câu nào? Có phải là câu cha đã đo con bằng cây thước dành cho một người trưởng thành, bằng cả những năm tháng tuổi đời và sự trải nghiệm dày Ngỏ dặn của đấy. con Rất à, của chính. cha? Rất chính xác. Được Thì không cũng ạ? ai ra. Ok nhá, rất chính xác. Vậy thì thay vì cái việc là chúng ta phải suy nghĩ rất là nhiều cho cái câu hỏi rằng là tại sao cha lại cảm thấy ân hận, thì đúng, giống như vừa rồi thì Nhật Trang cũng đã nêu ra, đó là người cha đã tự nhận thức được về những cái đối xử, về cái cách đối xử và thái độ của mình đối với con, đúng không ạ?
Nhưng mà chúng ta thấy rằng là gì ạ? Người cha cảm thấy ân hận bởi vì là nhận ra rằng mình đã đo con của mình bằng cây thước dành cho người trưởng thành và bằng cả cái năm tháng tuổi đời và sự trải nghiệm già dặn của mình, trong khi đứa con của mình vẫn đang là một đứa trẻ ngây thơ. Được không ạ? Và điều đó khiến cho người cha cảm thấy, cảm nhận được cái sự ích kỷ của mình, cái sự áp đặt của mình. Và điều đó khiến cho người cha cảm thấy rất ân hận. Được không ạ? Các bạn ơi, cực kỳ đơn giản nhé. Đọc hiểu các bạn làm nhiều, các bạn sẽ còn thấy là nó không hề khó giống như chúng ta nghĩ. Mà chúng ta có thể rất nhanh chóng hoàn thiện được những cái bài đọc hiểu đó luôn á. Được không ạ? Thì đấy là câu số 3 nhé. Rồi bây giờ đến câu số 4 này. Qua đoạn trích, anh chị hãy rút ra bài học có ý nghĩa nhất đối với mình. Chị xin mời Phương Anh rút xem nào. Phương Anh ơi, bài học nào có ý nghĩa nhất đối với em thông qua văn bản trên? Dạ là... Nào, nói chị nghe xem nào. Bài học nào? Trên là bài học rút ra là hãy nhìn nhận đứa trẻ bằng tình yêu thương của mình. Hãy nhìn nhận. Không áp. Hãy nhìn đứa trẻ bằng tình yêu thương của mình. Hãy nhìn đứa trẻ bằng tình yêu thương của mình. Alo? Hết chưa? Gì nữa không? Dạ là không bị ích kỷ cá nhân, không áp đặt lên đứa trẻ những yêu cầu lên đứa những trẻ. Yêu cầu đối với mình là đúng ạ. Đứa trẻ những yêu cầu gì hả em? Những yêu cầu cao của người lớn á. Ừ, những yêu cầu gì ạ? Những yêu cầu người lớn á. Dùng từ nào cho chính xác nào. Không áp đặt lên những đứa trẻ những yêu cầu gì ạ? Dạ. Tìm từ khó không? Hôm đấy em có làm bài này chưa Phương Anh? Dạ rồi, nhưng mà em biết là có đúng không ạ? Thì hôm đấy em viết như nào, quên rồi à? Để em coi. Hả? Mà mới viết chứ đâu phải là viết lâu không biết nữa. Không nên hỏi hỏi rắc lỗ con dù chỉ là lỗ nhỏ nhất. Ừ, không nên gì? Không nên đòi hỏi bắt lỗi con. Đòi hỏi bắt lỗi con ở những điều nhỏ nhất á. Dạ. Yeah. Dù chỉ là những cái lỗi nhỏ nhất ạ. Ồ, em bây giờ em tự nhìn nhận lại cái bài học em đưa ra em thấy như nào, Phương Anh? Bây giờ em tự nhìn trước đi. Nào. Các bạn. Dạ. Hả, các bạn. Các bạn thấy như nào? Em thấy như nào cho cái bài học này? Thứ nhất là em có đang cảm thấy là em quá ôm đồm nhiều bài học không? Mà trong khi cái yêu cầu của chúng ta là hãy rút ra bài học có ý nghĩa nhất đối với anh chị. Hãy nhớ là có ý nghĩa nhất mà chị đã vừa làm rõ cái bài ở phía bên trên rồi. Có ý nghĩa nhất là chúng ta sẽ chỉ ra gì nhở? Một bài học duy nhất thôi, đúng không? Vậy thì bây giờ em hãy lựa chọn một cái bài học nào đấy mà em có nhiều cái đất để em viết nhất đi. Chẳng hạn ví dụ như em nói về cái bài học là không nên áp đặt. Không nhất thiết là phải áp đặt lên đứa trẻ. Đúng không ạ? Mà ví dụ chúng ta có thể đưa ra một cái bài học đó chính là không nên áp đặt cái suy nghĩ, cái mong muốn của mình vào người khác. Ví dụ như thế, đúng không? Chỉ cần đơn giản vậy thôi. Đừng làm khó mình. Chị nghĩ là như vậy. Đừng làm khó mình. Bởi vì về cơ bản là sau khi mà chúng ta nêu ra bài học xong ấy, thì chúng ta sẽ còn cần làm gì ạ? Còn cần bàn luận về cái tính đúng đắn nữa cơ mà. Thế nếu như bây giờ mà các bạn lựa chọn một cái bài học hoặc là quá nhiều bài học, trong khi đề bài chỉ đưa ra là rút ra một bài học có ý nghĩa nhất. Thứ nhất, các bạn rút ra quá nhiều bài học, một lát nữa các bạn sẽ phải giải thích bàn luận về cái tính đúng đắn rất là nhiều, đúng không? Chúng ta không tập trung được vào một cái vấn đề nào cả. Cái thứ hai là nếu như các bạn lựa chọn một cái bài học mà nó khó để các bạn viết ý, thì tự nhiên nó cũng sẽ dẫn tới một cái vấn đề đó là gì ạ? Dẫn tới một cái vấn đề là các bạn không biết giải thích, các bạn không biết bàn luận để đưa ra cái tính đúng đắn của vấn đề đó là như thế nào. Đấy, thế nên chị nghĩ rằng là hãy lựa chọn một cái bài học mà mình dễ viết nhất, Phương Anh nhá.
Và chị nghĩ rằng là cái bài học dễ viết nhất thì đôi khi á, cái mở rộng của mình không nhất thiết là phải quy chụp là trong cái này là phải là tình cảm chỉ là bố con, mà chúng ta có thể mở rộng ra cái sự áp đặt của người bố lên người con có phải chăng cũng chính là những cái sự áp đặt của con người dành cho nhau. Họ kỳ vọng và mong muốn ở nhau quá nhiều. Vậy nên là chúng ta có thể thấy rằng là ví dụ như là từ lời giải bày của người cha trong đoạn trích, tôi đã rút ra được một cái thông điệp trong cuộc sống hay là một cái bài học trong cuộc sống, đó là không nên áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác, hay không nên áp đặt suy nghĩ và mong muốn của mình vào người khác. Ví dụ là như vậy. Được không? Sau đó thì mình sẽ giải thích để nêu ra tính đúng đắn. Có bạn nào muốn nêu ra thử cái bài học của mình ở đây không ạ? Vừa rồi chị thấy có bạn nào giơ tay đấy. Ok, chị mời Quyên trước nào. Chị mời Quyên trước, chị mời em. Em thưa chị, ở đây thì em có ghi một bài học là làm cha mẹ hãy để con cái được phát triển một cách tự nhiên. Bạn chỉ nên làm động lực, chứ đừng trở thành gánh nặng áp lực ạ. Rồi, giải thích, bàn luận tính đúng đắn. Em thưa chị là có thể thì nhiều người làm cha làm mẹ đôi khi hoặc là luôn luôn đặt quá nhiều kỳ vọng vào con cái. Họ đòi hỏi ở con mình quá nhiều là phải thế này, phải thế nọ. Nhưng họ không nhận thức được đứa con của mình chỉ là một đứa trẻ thơ ngây và không đủ khả năng làm điều ấy. Thế nên là đôi khi cái sự đặt kỳ vọng của họ nó trở thành một cái nỗi sợ đối với con trẻ. Thế nên là mình hãy để con trẻ được phát triển một cách tự nhiên và trở thành động lực của chúng thay vì trở thành một cái áp lực ạ. Nào liên hệ mở rộng suy ra. Và... em không ghi liên hạn mở rộng. Cái đó cũng nên có nhá. Chị thấy là khá là ổn à. Cái diễn đạt, cách trả lời câu đọc hiểu của em cũng khá là ổn. Ở trên lớp em làm đọc hiểu có khá không? Em làm đọc hiểu thì hơn là làm được cái kia. Thế à? Là văn học hơi khó. Ok, tức là thường là sẽ được cái số điểm tốt hơn ở trong cái câu đọc hiểu đúng không? Bởi vì chị thấy là cái cách trả lời của em cũng khá là ổn đấy. Khá là ổn áp đấy Quyên ạ, cố gắng phát huy em nhá. Em thì ở đây ok, thì ở đây chúng ta thấy đúng, bạn ấy rút ra một bài học như thế là cũng rất là hợp lý. Đúng không ạ? Cũng rất là hợp lý, và chúng ta thấy rằng là dường như ấy là cái này khiến cho chúng ta liên tưởng, không biết là các bạn có nhớ hay không, nhưng mà có một cái bộ phim của Trấn Thành vừa mới ra rạp ấy, và có một cái câu rất là hay. Đúng không ạ? Chị nghĩ là nếu như mà cho vào một cái đề bài như thế này mà cái câu nghị luận xã hội mà lại cho vào một cái câu là con thà gì ạ, thất bại trong ước mơ của con còn hơn là thành công trong ước mơ của mẹ, đúng không? Để chúng ta thấy được rằng là cái sự áp đặt, đúng không ạ, của người lớn lên trẻ con, hoặc là sự áp đặt của gì ạ, mọi người lên nhau, nó dường như không trở thành, không biến đó trở thành một cái động lực, mà dường như nó trở thành một cái rào cản để khiến cho những cái mối quan hệ của chúng ta trở nên đứt gãy. Và bản thân cái người bị áp đặt thì người ta cũng không được sống đúng là chính mình. Đúng không ạ? Thế thì ví dụ như vậy, các bạn hoàn toàn có thể chủ động đưa ra một cái bài học, đó là gì ạ? Đó là trong cuộc sống chúng ta không nên áp đặt suy nghĩ, mong muốn của mình vào người khác. Đúng không? Bởi lẽ mỗi người đều có cho mình một cái quan điểm sống, một cái lối sống và một mục tiêu khác nhau. Có thể điều đó không đúng với bạn, không phù hợp với bạn, nhưng lại đúng và phù hợp với người khác. Đúng không ạ? Chính vì vậy mà hãy cho những người thân yêu ở bên cạnh chúng ta có cái cơ hội để được gì ạ? Để được thỏa sức, thử sức với những cái đam mê và ước mơ của mình. Đúng không ạ? Đó cũng là một cái cách mà chúng ta sẽ yêu thương người khác đúng cách. Đó, được không ạ? Thì các bạn cũng có thể đưa ra một cái bài học như vậy cũng được nhá. Thì bạn Quyên, bạn ấy cũng đã đưa ra một cái bài học cũng khá là ổn cho cái đề số 02 này. Được chưa nào? Đó thì đó là đề số 02 nhá.